Xin chào các bác nông dân, hôm nay mình xin chia sẻ cách dùng Noza Plus 450VG để bảo vệ cây trồng. Trước tiên, nhờ đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì nhé, an toàn là trên hết mà. Khi pha thuốc và phun thuốc, các bác nhỏ đeo đầy đủ đồ bảo hộ như khẩu trang, găng tay. Tiếp theo, mình pha thuốc nhé. Ta lấy khoảng 15-20g Noza Plus 450VG hòa vào 16-20 lít nước. Khuấy đều cho thuốc tận hết là được. Bây giờ, mình bắt đầu phun thuốc cho cây. Phun đều từ gốc lên ngọn, nhờ phun kỳ để thuốc bám vào mọi chỗ trên cây. Tốt nhất là phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh lúc nắng gặt để thuốc hiệu quả hơn. À, một lưu ý nhỏ là không phun thuốc khi trời sắp mưa nhé. Mưa sẽ rửa trôi thuốc, làm giảm tác dụng. Phun thuốc xong, các bác nhỏ rửa sạch bình phun và cất ở nơi khô ráo, thoáng mát. Đừng quên ghi lại ngày phun để theo dõi và phun thuốc đúng lịch cho những lần sau. Dùng Noza Plus 450VG đúng cách sẽ giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng năng suất, mùa màng bội thu. Mong rằng những chia sẻ này hữu ích cho các bác. Nếu có thắc mắc gì, cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp ngay. Nhớ bấm nút thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Dear Plant VN.